tại sao bao quy đầu không lột xuống được. Khi đến tuổi dậy thì và trưởng thành, lớp da bao quy đầu tuột xuống có tác dụng hỗ trợ chức năng sinh lý và quá trình quan hệ tình dục suôn sẻ đạt được khoái cảm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lớp da bao này không tuột xuống được, kể cả lúc đang cương cứng. Lúc này có hai khả năng có thể nghĩ tới. Thứ nhất là bị hẹp bao quy đầu, tức là lớp da quy đầu không thể tuột xuống dù dương vật đang trong trạng thái mềm hay cứng. Điều này khiến việc đi tiểu khó khăn, đau rát, vệ sinh dương vật không sạch, dễ bị viêm nhiễm. Thứ hai là dài bao quy đầu, tức là lớp da bao này phủ toàn bộ đầu dương vật lúc mềm, còn khi dương vật cương cứng thì phần da này lột xuống nhưng không hết. Nam giới phải dùng tay kéo, gây đau đớn, đôi khi bị sưng phồng. Dù là nguyên nhân nào chăng nữa thì việc bao quy đầu không lột xuống được cũng khiến nam giới gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, thường xuyên đối mặt với tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, tăng nguy cơ mắc bệnh tình dục, suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. Khi đó, nguy cơ vô sinh, hiếm muộn cũng khó tránh khỏi. Vì thế, nếu nghi ngờ mình bị hẹp hoặc dài bao quy đầu, đừng e ngại hay kéo dài thời gian. Thay vào đó, hãy nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Phòng khám đa khoa Hoàng Cầu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý,